dân làng Nga chống cho người Hoa Kỳ nhận con nuôi, tin từ Dov. Trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau ở thủ đô Berlin vào ngày mai để thảo luận về việc người Hoa Kỳ nhận con nuôi là người Nga, người dân làng của làng Jodov là nơi mẫu thân của em Max Chateau, tên Nga, và Maxim Kuzmin đang sống đã lên tiếng phản đối cho người Hoa Kỳ nhận con nuôi. Việc Chateau bị chết ở Texas còn đang được điều tra, nhưng đã làm cho giới chức của Nga tức giận và đòi trả về cho người mẹ đẻ của em. Tình trạng phức tạp là người mẹ ruột của đứa bé là một người nghiện rượu, nhưng bà ta đã lên đài truyền hình đòi trả lại con. Thị trấn Gudov là nơi bà Julia Kuzmina đang sống. Người dân địa phương nói rằng là họ đang chống lại việc cho người Hoa Kỳ nhận con nuôi. Một người địa phương nói là đứa trẻ phải được trả về cho mẹ và đừng để quá trễ. Một người khác thì nói đứa trẻ cần ở Nga, không thể đưa chúng đi những nơi khác. Ông Anatoly nói rằng ông ta chống lại việc cho con của bà Kuzmina là phải được trả lại về cho mẹ, dù bà ấy bị nghiện rượu. Trong các năm gần đây thì người Hoa Kỳ đã nhận con nuôi Nga nhiều hơn các nước khác. Từ những năm 1991 đến nay thì đã nhận con nuôi khoảng 60.000 trẻ em từ Nga. Ngày 1 tháng Giêng năm 2013 thì để trả thù lại đạo luật của Magnitsky Act không chấp chiếu kháng cho người Nga vi phạm luật nhân quyền và phong tỏa tài sản của họ ở tại Hoa Kỳ, thì Quốc hội Nga đã thông qua dự luật cấm người Hoa Kỳ nhận con nuôi Nga. Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra riêng về cái chết của em Max Chateau, 3 tuổi, cho rằng là em có thể là bị đánh hay là bị đối xử không nhân đạo.